Mình nghĩ thử xem làm gì có một cái bộ đồ nào mà có một cái khuôn mặt đẹp nè, rồi cả một cái mũ múa lăng nè, rồi một cái áo lăng nó cũng hết sức đẹp nữa, và một cái quần nó cũng hết sức đẹp nữa. Nhưng có điều á là cái mái tóc này á thì nó không đẹp nha các bạn ha. Khá là tiếc vì cái mái tóc nó không đẹp. Nhưng mà cái gói đồ này á nó chỉ có 40 mấy k thôi, ở trên web á chỉ có 40 mấy k thôi. Rồi cái gói đồ nữ thì cũng y chang như vậy luôn, nhưng mà cái mái tóc của nữ á thì nhìn nó có vẻ là đẹp hơn mái tóc của nam. Và cái đầm của nữ nó cũng đẹp hơn cả cái đầm của nam nữa, và nó cũng chỉ có 40 mấy k thôi. À đâu, các bạn thấy cái gì không? Lại có sự phân biệt nữa rồi các bạn ơi. Của nữ thì rẻ hơn, của nam thì lại đắt hơn 300 đồng nha mọi người. Rồi các bạn coi nha. Đây, bây giờ làm sao đây các bạn nhớ. Ok, một cái bất ngờ mình muốn tặng cho những bạn nào bữa nay xem clip của mình ngay tại cái khúc này, đó chính là mình sẽ tặng cho một bạn nam và tặng cho một bạn nữ một cái set đồ. Các bạn lưu ý nha, nếu bạn là nữ thì các bạn tham gia mini game này, các bạn chọn cho mình bộ đồ nữ. Còn nếu bạn là nam thì các bạn chọn là em chọn bộ đồ nam để cho mình biết nha, tại vì mình không biết ai là nam ai là nữ hết. Rồi, yêu cầu để mà nhận được cái bộ trang phục đẹp này á, đó là bây giờ các bạn bấm đăng ký kênh của mình, like clip này, chia sẻ clip này, sau đó các bạn comment xuống ID nhân vật của mọi người. Các bạn nhớ nha, like video, đăng ký kênh, chia sẻ clip, comment bình luận xuống tên nhân vật và ID game của mọi người nha. Đó, như vậy là xong, và nhớ là chọn nam hay nữ nha mọi người ha. Rồi, đó là cái bất ngờ mà ngày hôm nay mình muốn tặng cho các bạn. Rồi, tiếp tục nữa, đó chính là cái phần nguyệt thố trăng rằm. Thì cái này là không biết là mình có nên làm mini game nữa hay không, nhưng mà tạm thời chắc là để ngày hôm sau các bạn ha, để ngày hôm sau đi. Tại vì cái đồ này nó cũng khá là đẹp, nhưng mà là của nữ. Để xong cái mini game này á, các bạn theo dõi mình đi, thì đợt sau mình sẽ làm mini game mở cho các bạn coi. Ui, nhưng mà chung quy á là tôi vẫn nghèo anh em, tôi vẫn nghèo các bạn ơi. Giờ làm sao bây giờ, mình có nên gọi cho bà Nhiếm để mà xin tiền bà Nhiếm nạp vào để mua cái bộ đồ múa lăng nam không mọi người, có nên không nhỉ? Nhưng mà bây giờ á thì đầu tiên á là bé Thịnh sẽ trả mini game cho mọi người trước nha, tại vì là hôm nay bé Thịnh cũng nghèo rồi, mọi người thông cảm cho bé Thịnh nha. Tôi bé Thịnh nè, nghèo lắm luôn rồi đó mọi người, tôi nghèo lắm luôn rồi, ok luôn. Bây giờ là mình sẽ quay clip và trả mini game cho mọi người. Từ từ các bạn đợi mình bật lên và mình sẽ chọn người chiến thắng đầu tiên nha. Đây, người chiến thắng đầu tiên có tên đó chính là áo bên trái nha anh Thịnh ơi, chúc anh một ngày tốt lành nha. Tên của em là gì đây, tên của em là Suzy đúng không? Wow, thì xin chúc mừng Suzy đã trúng giải của anh nha. Bây giờ thì mình sẽ tìm tên các bạn Suzy nè. Hôm nay thì bé Thịnh nghèo các bạn, từ nay các bạn cứ gọi là bé Thịnh đi mọi người. Bé Thịnh nghèo mà, tôi nghèo mà các bạn, nghèo lắm luôn rồi. Bữa nay muốn mua đồ mới mà mình mua không nổi anh em ơi. Áo bên trái đúng không em? Áo bên trái đúng không? Thì bên bên phải này, cái này cái nào bên trái các bạn, bây giờ mình cũng lú luôn mọi người ơi. Từ góc nhìn của bạn đó thì chắc chắn là bên đây là bên phải, bên này là bên trái này. Ok rồi, thì mình sẽ tặng nha. Chúc mừng em nè. Rồi, đấy, ok, gửi nè. Quá, wow. Đấy mọi người thấy không, tuy nghèo nhưng mà Thịnh vẫn trả mini game cho các bạn đồ hoàng nha. Xong rồi Thịnh vẫn mở mini game mới cho các bạn chơi nữa. Đấy mọi người thấy không, tuy tôi nghèo nhưng mà tôi tốt các bạn ạ. Tuy ông Thịnh nghèo nhưng mà ông Thịnh tốt tính nha mọi người. Rồi tiếp tục nữa thì mình sẽ tặng thêm cho một bạn nữa nè. Là bạn Trang lớp 8 yêu mọi người. Quá, wow, đặt cái tên đáng yêu chưa, áo bên phải nha anh Thịnh ơi. Rồi áo bên phải đúng không, áo bên phải thì đây để anh tìm tên của em nha. Trang lớp 8 yêu mọi người nè. Cái tên hết sức đáng yêu luôn mọi người. Ủa em ơi, có phải em không vậy? Em ộp 58 ngày trước luôn. Trời em ơi, em ộp 58 ngày trước luôn. Anh cũng nể em thiệt luôn á, nhưng mà thôi anh vẫn phát thưởng cho em nha. Áo bên phải nha. Trời ơi, ộp 58 ngày trước luôn đó, trời ơi. Nhưng mà vẫn xem clip của mình, vẫn tham gia mini game đều đều. Đáng tuyên dương nha mọi người, cực kỳ tuyên dương luôn. Rồi ký tên cho em luôn, Thịnh Yuka. Rồi ok, như vậy là mình đã ký tường cho bạn này và xong rồi. Như vậy thì anh đang quay video hả? Đúng rồi em ơi. Bé Thịnh nghèo nè. Bé Thịnh nghèo xin chào mọi người nha. Trời ơi, cái gì vậy trời? Hỡi những con người mà gọi là đàn áp tôi nha. Tôi đã nghèo rồi, tôi đã trốn ở trên cây rồi, nhưng mấy bạn cũng không có tha nữa. Ôi, tha cho tôi đi mà. Nghèo lắm rồi mọi người. Nghèo nhưng mà vẫn vào thư. Vẫn nghèo nhưng mà vẫn nhận được 10 kim cương nè. Xong rồi nghèo á nhưng mà vẫn nhận được cái mũ lăng nha. Hay thiệt chứ. Trời ơi, nếu như mà nghèo như thế này thì chắc là mình cũng muốn nghèo đó mọi người. Trời ơi, nghèo nhưng mà vẫn nhận được cái mũ múa lăng đầu tiên nè. Đây là cái mũ mà mình cảm giác nhất đẹp nhất ở trong cái đợt chân thu lần này.
À, vậy là trung thu đợt này là các bạn đã có được cái bộ đồ để mà đi đi Múa Lăng rồi. Trời ơi, tôi cũng muốn các bạn ơi. Đây rồi, tuy ta nghèo nhưng mà ta có đồ mới. Leo 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 các bạn nha. Rồi đây, cái set đồ này hình như mình mua là 4K đó nha mọi người. Tại vì có thêm cả mã giảm giá nữa. Ơi, nghèo rồi em ơi, nghèo lắm rồi. Từ từ, để bé Thịnh nghèo, bé Thịnh mặc đồ vào và khoe các bạn một tí ha. À, đây ok rồi đó, đầy đủ nha mọi người. Rồi ok, thiếu cái gì nữa không các bạn nhờ? Thiếu cái khuôn mặt trái tim hay là khuôn mặt Việt Nam ha? Để khuôn mặt trái tim cho đẹp các bạn ha. Ôi là nghèo dữ chưa, nghèo rồi nè, nghèo rồi em ơi, nghèo rồi. Ok ơ kìa, ô là trời, thấy gì chưa mọi người, coi nè. Wow, có điều á, thật sự luôn nha, mình thì không thích cái mái tóc của set đồ này cho lắm. Cho nên là chắc có lẽ là mình xin phép các bạn mà thiết kế cái bộ đồ này á, mình đổi lại đồ một tí nha. Lên xe em chở anh đi chơi ở rồi, lên luôn nè, lên luôn, đi luôn em ơi, đi luôn, chở anh đi luôn cũng được, chở anh đi luôn đi. Đừng có để anh ở đây nữa, anh nghèo, anh xứng đáng đi chỗ khác nha. Rồi mọi người coi nha, mình sẽ, mình sẽ mặc một cái bộ đồ, một cái mái tóc khác nha. Đây, một cái mái tóc khác nè, wow. Mọi người thấy không? Ạc của một người nghèo thì đâu có gì đâu các bạn, chỉ có vài cái mái tóc nó xương xương vậy thôi. Ồ, cái mái tóc này hợp với lại cái mũ lăng này. Đây rồi đó, đúng rồi. Đây nè mọi người thấy chưa? Trời ơi, ta nói trời nó dễ thương hết sức luôn anh em ơi. Đây các bạn coi nè, dễ thương như thế này. Ôi trời, cái gì vậy? Sao em che mất tiêu rồi? Đây nè. Đó các bạn thấy chưa? Này này nè. Trời ơi. Nghèo nhưng mà dễ thương, được cái thằng nhỏ nó dễ thương nha anh em ha, nên là cũng thương nó một tí nha mọi người. Rồi mình sẽ đổi cái khuôn mặt một tí cho nó hợp với lại cái bộ đồ này luôn nha. Đây rồi, đâu rồi cái bộ đồ, cái khuôn mặt nào ta, hay là khuôn mặt của anh Liễu mọi người, khuôn mặt của Liễu hay là khuôn mặt này. Khuôn mặt này thì thôi khuôn mặt này các bạn ha. Rồi đấy, nghèo lắm rồi. Mọi người thấy anh có nghèo không nha? Đây để tôi hỏi mấy bạn thử là mọi người thấy tôi có nghèo không ta. À, mọi người thấy tôi có nghèo không? Tất nhiên là nghèo rồi. Trả lời cho tôi biết đi, nhanh lên. Mọi người hãy cùng nhau trả lời xem thử là không hả? Có hả? Đấy, thấy chưa? Có kìa, nghèo thế này. Nghèo mồm trời. Nè, 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 nè. Ai vậy? Ai chát lên là ông Thịnh nghèo mồm vậy? Trời ơi, bé Thịnh nghèo rõ ràng luôn. Rồi ok, là tôi đã mua cái bộ đồ này mà test cho các bạn xem rồi, thì mọi người thấy cái bộ đồ này nó như thế nào thì các bạn để lại cái phần comment. Và ai muốn nhận cái bộ đồ này của tôi á thì nhớ tham gia mini game hôm nay nha. Rồi bây giờ tiếp tục nữa là Thịnh nghèo sẽ đi nhận cái phần thưởng của Thịnh nghèo nha. Tuy tôi nghèo nhưng mà tôi có phần thưởng riêng của tôi, đó là 35 kim cương hàng ngày miễn phí ở trong gói nha mọi người. Từ từ, đây mình sẽ nhận đây. Hôm nay mình nghĩ chắc chắn là mình sẽ đủ bao nhiêu ta? Đủ 1300 kim cương các bạn ơi. Bạn nào mà theo dõi mình góp kim cương mấy ngày hôm nay á thì mọi người sẽ biết được là mình góp từ con số 0 đi lên nha. Ui, mình góp khá là chậm các bạn thông cảm nha. Trời ơi, 10 kim cương nè. Rồi, 25 kim cương nữa là mình cho đó là 1300 kim cương nha mọi người, 1300 kim cương nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp thuyền rồng đi. Trời ơi. Lâu lâu mới nghèo một bữa thôi mà bị mọi người xa lánh tôi này, xong rồi các bạn xô đuổi mình nữa mọi người. Buồn quá. Ấy, được một kim cương nữa kìa. Ôi, ngon thế. Rồi để coi thử là có được cái kim cương nào nữa hay không nha. Đây, quạt 100 tiền sao luôn. Ui giời ơi. Rồi tiếp tục nữa, có ra được tuyền rồng không? Không, tất nhiên là không rồi các bạn ạ. Tại vì là cái hộp đó nó hơi nhỏ nha, mặc dù ra rồi nhưng mà tôi vẫn muốn ra nữa. 50 tiền sao rồi, 50 tiền sao ok. 300 tiền sao luôn á, không có kim cương luôn. Nani, sao anh im rồi hả? Trời ơi, đua ngựa nè anh Thịnh ơi. Rồi bây giờ vào nhà đi, vào nhà của anh đi em ơi, qua nhà của anh tí đi. Rồi cái video ngày hôm qua mình quay lên á thì các bạn thấy cái tường của tôi không? Bé Thịnh cu te. Trời ơi, bé Thịnh cu te. Chắc bữa sau mình đổi tên lại nha, bé Thịnh nghèo nha mọi người, bé Thịnh nghèo nha, chứ để bé Thịnh cu te thì nhiều mấy bạn cứ hiểu lầm tôi nữa. Đây để coi thử có ai ký tường của tôi không. Trời ơi, ký em nè Thịnh cu te ơi. Đấy mọi người thấy không? Chào em, anh gì ký em đi anh Thịnh đẹp trai ơi. Ui trời ơi, ngại quá, ngại quá, ngại quá, ngại quá. Rồi đây về nhà tí nha, về nhà tí nha mọi người, về nhà để mà thu hoạch cây tí nha. Rồi đây về nhà cái nè, hai kim cương nè. Rồi wow, đó mọi người thấy không, nói chung là hôm nay là mình đã đủ 1300 kim cương rồi. Wow, quá nhanh luôn các bạn ơi. Thật sự là mình góp kim cương nó nhanh thiệt mọi người. Các bạn để đi,
tầm khoảng một tuần nữa thôi là chắc có lẽ là mình gần đủ 2.000 kim cương luôn đó. Ôi, quá nhanh anh em ơi. Gấp nhanh như thế này bỏ làm sao mà không kịp được mọi người. Rồi khi nào mà đủ 2.000 kim cương á thì mình sẽ làm một cái video về cái buổi cầu hôn của mình, đám cưới của mình nha. Các bạn có muốn xem cái ngày hôm đó không ta? Các bạn có muốn xem cái video của bé Thịnh nghèo kết hôn không mọi người? Có đúng không? Có rồi, thì ok bây giờ mình sẽ nhận thêm phần thưởng từ trong hộp thư nữa đi mọi người ơi. Đây rồi. Wow, được bao nhiêu kim cương đây? 150 tiền sao á. Thôi khỏi đi mọi người, mình sẽ nhận cái máy khoan đi. Rồi, đây, ký em đi anh Thịnh ơi ạ. Mọi người thấy bé Thịnh nghèo dữ chưa? Nghèo dữ chưa? Mọi người có thấy bé Thịnh nghèo dữ chưa mọi người? Chứ mình là mình thấy mình nghèo lắm rồi đó. Cái bộ đồ này nó toát ra cái vẻ gọi là nghèo khổ sở đó mọi người. Rồi anh Thịnh ơi hả? Rồi đúng không? Rồi ok. Thì các bạn đừng quên tham gia cái mini game ngày hôm nay của mình để mà có cơ hội nhận được hai cái bộ trang phục để mà các bạn đi trung thu các bạn chơi nè. Uầy, đẹp lắm luôn ấy. Trời ơi, cái gì vậy trời? Hỡi những con người mà gọi là đàn áp tôi nha. Tôi đã nghèo rồi, tôi đã trốn ở trên cây rồi, nhưng mấy bạn cũng không có tha nữa. Ôi, tha cho tôi đi mà. Nghèo lắm rồi mọi người. Nghèo nhưng mà vẫn vào thư. Vẫn nghèo nhưng mà vẫn nhận được 10 kim cương nè. Xong rồi nghèo á nhưng mà vẫn nhận được cái mũ lân nha. Hay thiệt chứ. Trời ơi, nếu như mà nghèo như thế này thì chắc là mình cũng muốn nghèo đó mọi người. Trời ơi, nghèo nhưng mà vẫn nhận được cái mũ mũ lân đầu tiên nè. Đây là cái mũ mà mình cảm giác nhất đẹp nhất ở trong cái đợt trung thu lần này. À, vậy là trung thu đợt này là các bạn đã có được cái bộ đồ để mà đi đi mũ lân rồi. Trời ơi, tôi cũng muốn các bạn ơi. Đây rồi, tuy ta nghèo nhưng mà ta có đồ mới. Leo các bạn nha. Rồi đây. À, cái set đồ này hình như mình mua là 4K đó nha mọi người. Tại vì có thêm cả mã giảm giá nữa. Ôi, nghèo rồi em ơi. Nghèo lắm rồi. Từ từ, để bé Thịnh nghèo, bé Thịnh mặc đồ vào và khoe các bạn một tí ha. À, đây, ok rồi đó. Đầy đủ nha mọi người. Rồi, ok. Thiếu cái gì nữa không các bạn nhờ? À, thiếu cái khuôn mặt trái tim hay là khuôn mặt Việt Nam ha. Để khuôn mặt trái tim cho đẹp các bạn ha. Ôi, là nghèo dữ chưa? Nghèo rồi nè. Nghèo rồi em ơi. Nghèo rồi, ok, kìa. Ô là trời, thấy gì chưa? Mọi người coi nè. Wow, có điều á, thật sự luôn nha. Mình thì không thích cái mái tóc của set đồ này cho lắm. Cho nên là chắc có lẽ là mình xin phép các bạn mà thiết kế cái bộ đồ này á, mình đổi lại đồ một tí nha. Lên xe em chở anh đi chơi rồi. Lên luôn nè, lên luôn, đi luôn em ơi. Đi luôn, chở anh đi luôn cũng được, chở anh đi luôn đi. Đừng có để anh ở đây nữa. Anh nghèo, anh xứng đáng đi chỗ khác nha. Rồi mọi người coi nha. Mình sẽ mình sẽ mặc một cái bộ đồ, một cái mái tóc khác nha. Đây, một cái mái tóc khác nè. Uầy, mọi người thấy không? Ạc của một người nghèo thì đâu có gì đâu các bạn. Chỉ có vài cái mái tóc nó xương xương vậy thôi. Ồ, cái mái tóc này hợp với lại cái mũ lăn này. Đây rồi đó, đúng rồi. Đây nè mọi người thấy chưa? Trời ơi, ta nói trời, nó dễ thương hết sức luôn anh em ơi. Đây các bạn coi nè, dễ thương như thế này. Ôi trời, cái gì vậy? Sao em che mất tiêu rồi? Đây nè. Đó các bạn thấy chưa? Nè. Trời ơi. Nghèo nhưng mà dễ thương. Được cái thằng nhỏ nó dễ thương nha anh em ha. Nên là cũng thương nó một tí nha mọi người. Rồi mình sẽ đổi cái khuôn mặt một tí cho nó hợp với lại cái bộ đồ này luôn nha. Đây rồi, đâu rồi cái bộ đồ, cái khuôn mặt nào ta? Hay là khuôn mặt của anh Liễu mọi người? Khuôn mặt của Liễu hay là khuôn mặt này? Khuôn mặt này thì thôi khuôn mặt này các bạn ha. Rồi đấy, nghèo lắm rồi. Mọi người thấy anh có nghèo không nha? Đây để tôi hỏi mấy bạn thử là mọi người thấy tôi có nghèo không ta? À, mọi người thấy tôi có nghèo không? Tất nhiên là nghèo rồi. Trả lời cho tôi biết đi, nhanh lên. Mọi người hãy cùng nhau trả lời xem thử là không hả? Có hả? Đấy, thấy chưa? Có kìa, nghèo thế này. Nghèo mồm trời. Nè. Ai vậy? Ai chát lên là ông Thịnh nghèo mồm vậy? Trời ơi, bé Thịnh nghèo rõ ràng luôn. Rồi ok, là tôi đã mua cái bộ đồ này mà test cho các bạn xem rồi. Thì mọi người thấy cái bộ đồ này nó như thế nào thì các bạn để lại cái phần comment. Và ai muốn nhận cái bộ đồ này của tôi á thì nhớ tham gia mini game hôm nay nha. Rồi bây giờ tiếp tục nữa là Thịnh nghèo sẽ đi nhận cái phần thưởng của Thịnh nghèo nha. Tuy tôi nghèo nhưng mà tôi có phần thưởng riêng của tôi. Đó là 35 kim cương hàng ngày miễn phí ở trong gói nha mọi người. Từ từ, đây mình sẽ nhận đây. Hôm nay mình nghĩ chắc chắn là mình sẽ đủ bao nhiêu ta? Đủ 1.300 kim cương các bạn ơi. Bạn nào mà theo dõi mình góp kim cương mấy ngày hôm nay á thì mọi người sẽ biết được là mình góp từ con số 0 đi lên nha. Ui,
mình góp khá là chậm, các bạn thông cảm nha. Trời ơi, 10 kim cương nè. Rồi, 25 kim cương nữa là mình cho nó là 1.300 kim cương nha mọi người. 1.300 kim cương nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp thuyền rồng đi. Trời ơi, lâu lâu mới nghèo một bữa thôi mà bị mọi người xa lánh tôi này. Xong rồi các bạn xô đuổi mình nữa mọi người. Buồn quá. Ê, được một kim cương nữa kìa. Ôi, ngon thế. Rồi, để coi thử là có được cái kim cương nào nữa hay không nha. Đây, quạt 100 tiền sao luôn. Ui giời ơi. Rồi tiếp tục nữa, có ra được thuyền rồng không? Không, tất nhiên là không được các bạn ạ. Tại vì là cái hộp đó nó hơi nhỏ nha. Mặc dù ra rồi nhưng mà tôi vẫn muốn ra nữa. 50 tiền sao hả? 50 tiền sao, ok. 300 tiền sao luôn á. Không có kim cương luôn. Nani, sao anh im rồi hả? Trời ơi, đua ngựa nè anh Thịnh ơi. Rồi bây giờ vào nhà đi, vào nhà của anh đi em ơi. Qua nhà của anh tí đi. Rồi, cái video ngày hôm qua mình quay lên á, thì các bạn thấy cái tường của tôi không? Bé Thịnh cu te. Trời ơi, bé Thịnh cu te. Chắc bữa sau mình đổi tên lại nha. Bé Thịnh nghèo nha mọi người, bé Thịnh nghèo nha. Chứ để bé Thịnh cu te thì nhiều mấy bạn cứ hiểu lầm tôi nữa. Đây, để coi thử có ai ký tường của tôi không. Trời ơi, ký em nè Thịnh cu te ơi. Đấy mọi người thấy không? Chào em, anh gì ký em đi anh Thịnh đẹp trai ơi. Ui trời ơi, ngại quá. Rồi đây, về nhà tí nha. Về nhà tí nha mọi người, về nhà để mà thu hoạch cây tí nha. Rồi đây, về nhà cái nè, hai kim cương nè. Rồi wow, đó mọi người thấy không? Nói chung là hôm nay là mình đã đủ 1.300 kim cương rồi. Wow, quá nhanh luôn các bạn ơi. Thật sự là mình góp kim cương nó nhanh thiệt mọi người. Các bạn để đi, tầm khoảng một tuần nữa thôi là chắc có lẽ là mình gần đủ 2.000 kim cương luôn đó. Ôi, quá nhanh anh em ơi. Góp nhanh như thế này bỏ làm sao mà không kịp được mọi người. Rồi, khi nào mà đủ 2.000 kim cương á thì mình sẽ làm một cái video về cái buổi cầu hôn của mình, đám cưới của mình nha. Các bạn có muốn xem cái ngày hôm đó không ta? Các bạn có muốn xem cái video của bé Thịnh nghèo kết hôn không mọi người? Có đúng không? Có rồi, thì ok, bây giờ mình sẽ nhận thêm phần thưởng từ trong hộp thư nữa đi mọi người ơi. Đây rồi. Wow, được bao nhiêu kim cương đây? 150 tiền sao á. Thôi khỏi đi mọi người, mình sẽ nhận cái máy khoan đi. Rồi, đây, ký em đi anh Thịnh ơi. Mọi người thấy bé Thịnh nghèo dữ chưa? Nghèo dữ chưa? Mọi người có thấy bé Thịnh nghèo dữ chưa mọi người? Chứ mình là mình thấy mình nghèo lắm rồi đó. Cái bộ đồ này nó toát ra cái vẻ gọi là nghèo khổ sở đó mọi người. Rồi anh Thịnh ơi hả? Rồi đúng không? Rồi ok, thì các bạn đừng quên tham gia cái mini game ngày hôm nay của mình để mà có cơ hội nhận được hai cái bộ trang phục để mà các bạn đi trung thu các bạn chơi nè. Uầy, đẹp lắm luôn ấy.